Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không thấy cơ hội nào để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine thông qua bên trung gian. Hãng thông tấn TASS ngày 5 tháng 7 đưa tin. Nguồn tin trên dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ, chúng tôi luôn ủng hộ đàm phán, mọi người biết rõ điều đó, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán. Câu hỏi duy nhất là với tôi, có vẻ như không thể chấm dứt hoàn toàn xung đột với sự giúp đỡ của các nhà hòa giải và chỉ thông qua họ. Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra khi trả lời câu hỏi về quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng có thể đàm phán với Nga thông qua các bên trung gian. Trước hết, lý do là vì khó có khả năng một bên trung gian sẽ có đủ thẩm quyền để ký các văn bản cuối cùng. Tổng thống Putin lưu ý. Hơn nữa, nhà lãnh đạo Nga nghi ngờ bất kỳ nhà hòa giải nào có thể được trao đủ quyền hạn để đưa vấn đề đến bước ký kết các văn bản cuối cùng. Vấn đề cơ bản ở đây không chỉ là năng lực của những nhà hòa giải này mà còn là quyền hạn của họ. Ai có thể trao cho các nhà hòa giải loại quyền hạn cho phép họ chấm dứt tình trạng bế tắc này? Tôi cho rằng điều này là không thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng Nga hoan nghênh việc làm trung gian như vậy, đồng thời ca ngợi thành tích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul. Trong khi đó, tờ Neyavishimaya Gazeta của Nga cho rằng Tổng thống Zelensky dường như đang mềm mỏng hơn trong các cuộc đàm phán với Nga. Ngoài việc để ngỏ khả năng đàm phán với Moscow thông qua bên trung gian, ông Zelensky mới đây nói rằng Tổng thống Putin có thể được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiềm năng lần thứ hai. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tiết lộ kế hoạch giải quyết xung đột với Nga để Kiev biết vị thế của mình trong tương lai. Các chuyên gia nhận định rằng những bình luận trên của ông Zelensky báo hiệu sự thay đổi so với các cách tiếp cận trước đây. Oleg Barabanov, giáo sư tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow và giám đốc chương trình của câu lạc bộ quốc tế Vandai, cho biết rõ ràng là Tổng thống Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của mình. Nhưng đồng thời, vì Ukraine đang phải đối mặt với áp lực từ mọi phía, bao gồm cả từ phía Nam toàn cầu, các nước đang phát triển và mới nổi ngoài phương Tây ông Zelensky đang tìm cách chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng tham gia đàm phán. Theo ông Barabanov, giống như Ukraine, Nga cũng đang chịu ảnh hưởng của các quốc gia nam toàn cầu thân thiện hoặc trung lập với mình. Tuy nhiên, có vẻ như tình hình chung sẽ không thay đổi đáng kể cho đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay tại Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với AIA Novosti, chỉ huy sư đoàn tên lửa phòng không thuộc cụm lực lượng phía Nam mang mật danh là Lep cho biết, hệ thống tên lửa S350 Vyat của Nga đã đồng thời bắn trúng nhiều tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của lực lượng vũ trang Ukraine. Gần đây chúng tôi đã đánh chặn một nhóm lớn các mục tiêu, khoảng 12 đến 16 tên lửa HIMARS. Tổ hợp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và không một tên lửa nào đạt được mục tiêu của nó, ông Lep cho biết. Theo ông, các mục tiêu bị phá hiện ở khoảng cách khoảng 90 km và bị bắn trúng ở khoảng cách khoảng 70 km, tính từ vị trí lắp đặt. Từ thời điểm phát hiện đến khi bắn trúng mục tiêu, tổ hợp S-350 Vidya mất không quá 8 giây trong hoạt động bình thường và trong điều kiện địa hình đặc biệt. Thời gian này dao động từ 1,5 đến 3 giây. Tổ hợp này hoạt động hiệu quả như nhau ở cả chế độ tự động và có sự tham gia của người vận hành. Tổ hợp có hệ thống cung cấp điện tự động và không phụ thuộc vào nguồn bên ngoài. S-350 Vidya là hệ thống phòng không di động hàng đầu của Nga được chế tạo để đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một tổ hợp chiến đấu của Vidya gồm một xe chỉ huy điều khiển 50K6E, một đến hai xe radar chức năng 50N6E và một đến tám xe mang phóng tự hành 50P6E. Hệ thống tên lửa phòng không này được trang bị tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100, chúng được phóng theo nguyên tắc phóng thẳng đứng, bệ phóng đưa tên lửa lên độ cao hơn 30m, đồng thời thực hiện một cú quay đầu hướng về phía mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống động lực khí, sau đó động cơ chính được khởi động. Hệ thống S350 Vítia do tập đoàn Anmat Antey phát triển, bắt đầu từ những năm 1990, xuất phát từ nhu cầu thay thế các sửa đổi riêng lẻ của tổ hợp S300 đang phục vụ trong quân đội Nga. Ngày 5 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraina từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 23 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV tấn công. Cuộc tấn công trên nhắm vào các mục tiêu như sân bay, các cơ sở năng lượng hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, kho nhiên liệu cho thiết bị quân sự, cơ sở lắp ráp UAV tấn công và phương tiện mặt nước không người lái, các địa điểm cất giữ và chuẩn bị sử dụng vũ khí tên lửa trong chiến đấu của đối phương. Ở hướng Kharkov, các đơn vị của nhóm lực lượng Silver của Nga đã cải thiện tình hình dọc trên tuyến. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của ba lữ đoàn, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU. Ngoài ra, năm đợt phản công của các nhóm xung kích AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 1.595 quân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 30 xe cơ giới, 3 trạm tác chiến điện tử, 31 khẩu pháo dã chiến. Trong đó có 12 khẩu pháo cỡ lớn do Mỹ sản xuất. Ở hướng Kupians, nhóm lực lượng Zapat của Nga đã kiểm soát Stepovaya, Novos, Yolovka, vùng Kharkov và cải thiện tình hình chiến thuật. Họ tấn công các đơn vị của ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn máy bay và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Kenya. Ngoài ra, 11 đợt phản công của nhóm xung kích AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 3.580 quân, một xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 29 xe cơ giới, 4 xe chiến đấu Grad và 27 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 10 khẩu pháo do phương Tây sản xuất. Ngoài ra, 20 kho đạn dược của AFU cũng bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp đã kiểm soát quận sponoje và Novik của Chasopya Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPA. Hai lữ đoàn cơ giới và hai lữ đoàn xung kích trên không AFU đều bị thiệt hại về nhân lực và trang bị. 18 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là 3.845 quân, 4 xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 65 xe cơ giới và 53 pháo dã chiến. Ngoài ra, 8 trạm tác chiến điện tử và 35 kho đạn dược dã chiến AFU bị phá hủy. Ở hướng Abdipka, các đơn vị của nhóm lực lượng The sen của Nga đã kiểm soát Chumi, Novo Alexandrovka và Novopokoskoye gọi tắt là DPA. Họ gây tổn thất cho các đơn vị của ba lữ đoàn cơ giới, hai lữ đoàn bộ binh, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFO. 38 cuộc phản công của AFO đã bị đẩy lùi trong tuần. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 2.970 quân, 5 xe tăng, 12 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 30 xe cơ giới và 32 pháo binh dã chiến. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang bị của hai lữ đoàn AFO, hai đội phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn vệ binh quốc gia. 11 cuộc phản công của AFO đã bị đẩy lùi trong tuần. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 900 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 43 xe cơ giới, 22 pháo dã chiến, trong đó có 14 chiếc do các nước NATO cung cấp. Ở hướng Kherson, nhóm lực lượng đơn ép của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị của một lữ đoàn tấn công miền núi AFU và bốn lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 635 quân Ukraine, một xe chiến đấu bọc thép, 36 xe cơ giới, 24 pháo dã chiến, trong đó có 13 pháo M777 do Mỹ sản xuất. Hơn nữa, 7 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn AFU đã bị phá hủy. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay MiG-29 và một máy bay Su-27 của không quân Ukraine. Ngoài ra, 5 tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 5 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune MD, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 1 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất, 42 quả đạn HIMARS và Vampyr cùng 451 UAV của Ukraine bị đánh chặn 5 máy bay Su-27 và một trực thăng Mi-24 bị tiêu diệt tại các sân bay căn cứ. Hai máy bay Su-27 của không quân Ukraine cũng bị hư hại. Các đơn vị từ hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy ba phương tiện mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine trong tuần. Trong tuần qua, 32 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên đường dây liên lạc theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4 tháng 7, phía Nga mất thêm 1.110 quân, 10 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 54 hệ thống pháo, 57 UAV, 54 phương tiện chấn nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt.